Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trang Beauty sẽ hướng dẫn cho mọi người vẽ phong cảnh nha. Cái mẫu đầu tiên á, là mẫu cây dừa. Còn mẫu thứ hai là mẫu cây liễu. Thì hai mẫu này đều là hoàng hôn nha. Còn mẫu số 3 là mẫu chiều tà. Còn mẫu số 4 á, là mẫu thác nước vào buổi đêm có trăng. Còn mẫu số 5 này là mẫu mà ven sông. Thì chúng ta cùng bắt tay vào, mọi người chuẩn bị cho em Trang là cọ nét là 1, cọ dặm là 2 hoặc là bông mút để mình dặm màu và màu sơn gel. Màu sơn gel thì mọi người có thể lựa màu sơn gel tùy thích nha, tùy màu, tùy khung cảnh mà mọi người sắp xếp nha. Rồi các bạn chuẩn bị bắt tay vào việc nha. Mình thì mình sẽ dùng thêm một cây cọ bản nữa để mình tô màu cho nó nhanh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ phong cảnh thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái móng nền trắng nha. Và chuẩn bị sơn gel màu cam pha với màu vàng. Sau mỗi lần mà vẽ thì các bạn lau cái cọ đi giùm mình nha. Màu cam, màu vàng. Màu nâu. Các bạn dặm dặm cho nó loang ra nha. Dặm xong rồi các bạn đem đi hơ đèn của mình nha. Các bạn lấy ra khỏi cái máy hơ đèn rồi thì các bạn dùng cọ nét. Các bạn vẽ hình tròn, hình mặt trăng nha. Các bạn vẽ hình mặt trăng sau các bạn tô màu cho nó hình mặt trăng cho nó tròn. Xong rồi mình viền lại cái viền của cái mặt trăng nha. Các bạn viền lại cái viền của cái mặt trăng. Các bạn đem đi hơ đèn cho mình nha. Tiếp theo là mình sẽ lấy sơn gel màu đen. Mình sẽ vẽ hình cái cây nha. Bây giờ mình sẽ dùng mút để mình tán cái màu sơn gel ra cho thành những cái tán cây nha. Mình làm những cái tán cây bằng cái mút nha. Mình dặm bằng cái mút. Các bạn có thể dùng cọ nét để vẽ cũng được. Còn mình thì mình sẽ dùng bằng cái mút dặm này để mình dặm. Cái mút dặm phấn đó mình dặm.
Sau khi mà vẽ xong rồi thì mình sẽ sơn tốp lên nha. Và đây là thành quả mà nãy giờ mình hướng dẫn mọi người vẽ. Chúc các bạn thành công. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Trang Beauty nha, để xem những video hướng dẫn làm nail mới của Trang Beauty. Chúc mọi người thành công. Bye bye.